Mới đây, người dùng TikTok ai cũng sởn da gà khi xem clip một loài vật liên tục ngọ ngoại cơ thể dù đã đang được treo trên giàn để phơi khô. Nhìn cận, dễ thấy dù cơ thể đã bị phơi nắng và khô đi một chút, nhưng những sinh vật này vẫn có sức sống mãnh liệt. Chúng liên tục uốn éo cơ thể trên giá treo, tạo nên cảnh tượng khá lạ mắt. Nhiều người bảo rằng nó là cá lưỡi câu. Tuy nhiên, theo nhiều tài khoản xác nhận, đây chính là con đĩa biển phơi khô. Đĩa biển còn có tên gọi là hải sâm, đồng đột, con rum hay sâm biển. Chúng thường xuất hiện nhiều ở vùng biển trải dài từ Khánh Hòa đến Côn Đảo. Đây là loại chuyên ăn xác của động vật dưới biển. Hải sâm thường được mang đi chế thành dạng khô để bảo quản được lâu hơn. Sau khi bắt lên, người ta sẽ tiến hành nạo sạch lớp cát bên ngoài để vệ sinh cho nó. Chú ý rửa sạch phần ruột, nhưng tuyệt đối không cắt bỏ. Sau khi sơ chế sạch sẽ, hải sâm sẽ được mang đi phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Từ lâu, nó đã được xem là một loại dược liệu quý, rất tốt cho sức khỏe.